Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Vòng tay nhân ái, nhịp cầu kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chuyên mục hôm nay sẽ giới thiệu về hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Phạm Thị Kha, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên. Mang trong mình căn bệnh ung thư gan, nhưng hiện nay không có tiền để điều trị do đã bán hết nhà cửa và phải đi ở thuê sống qua ngày. Tiếp đó là một số thông tin về hoạt động thiện nguyện và danh sách ủng hộ của các nhà hảo tâm dành cho những người không may mắn trong cuộc sống thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống vốn bình yên của gia đình chị Phạm Thị Kha ở tổ dân phố 7, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn cách đây một năm khi công việc buôn bán của gia đình chị bị thua lỗ. Bản thân chị lại bị mắc bệnh ung thư gan. Giờ, chị chỉ có thể nằm ở nhà để chịu đựng những cơn đau do bệnh tật hành hạ vì gia đình cũng không còn tiền để chạy chữa. Chủ đề quý vị và các bạn về hoàn cảnh của chị Kha, hy vọng qua chuyên mục hôm nay sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái chia sẻ nỗi khó khăn bất hạnh này với gia đình chị. Chỉ chưa đầy một năm sau khi đi khám và phát hiện bị ung thư gan, căn bệnh hiểm nghèo đã khiến chị Phạm Thị Kha từ một người phụ nữ khỏe mạnh, xông xáo, giờ chỉ còn là một thân hình tiều tụy, không thể đi lại được mà chỉ có thể nằm một chỗ chịu đựng những cơn đau do bệnh tật hành hạ triền miên. Ở vào cái tuổi ngoài 50, tưởng chừng cuộc sống sẽ bớt vất vả. Thế nhưng, cùng một lúc phát hiện mình bị ung thư gan, công việc làm ăn của gia đình chị Kha cũng bị thua lỗ, khiến cuộc sống gia đình thêm tốn thiếu. Cùng với chi phí khám chữa bệnh cao đã khiến gia đình chị Kha lâm vào cảnh cùng cực. Gia đình chị phải bán nhà và hiện nay đang phải thuê nhà để ở. Cô con gái lớn của chị đi làm công nhân ở xa, lương tháng cũng không được bao nhiêu để đỡ đần. Trong khi vợ chồng chị lại còn một cậu con trai đang học lớp 8. Hiện nay mỗi tuần chị Kha phải đi hút dịch 2 lần và chỉ biết uống thuốc nam để cầm cự vì gia đình không còn tiền để đưa chị đi điều trị nữa. Mà nó diễn biến nhanh lắm. Bây giờ nói chung đi tới đi lui hoài thì nó hoàn cảnh gia đình nó cũng khó khăn đó. Có hơi vợ chồng mà con thì nó cũng còn nhỏ. Đi hoài thì tiền bọc bây giờ nó cũng thấy còn kỳ thấy rồi. Thì bây giờ cứ nằm đây uống thuốc nam rồi được ngà sống được ngà nào được ta chứ không biết như thế nào nữa. Do không thể đi lại được, phải nằm một chỗ nên chồng chị cũng phải thường xuyên ở nhà để chăm sóc chị. Thỉnh thoảng mới có thể đi bán hàng hay đi làm thuê để có tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Căn bệnh hiểm nghèo hành hạ lại không có tiền để đi khám chữa bệnh. Thu nhập thì không biết trông mong vào đâu, đã khiến cuộc sống của gia đình chị Kha lầm vào bế tắc. Gia đình cũng đã cố chạy chữa vay mượn để đưa chị đi chữa trị ở bệnh viện và đi vào hóa chất, nhưng mà hiện nay chị rất là yếu và hoàn cảnh khó khăn là ngoài cái tiền chữa trị thì tiền đi lại cũng tốn kém rất nhiều, còn hai đứa con ăn học. Cho nên là bữa nay chị không còn tiền để đi chữa trị. Hiện nay chị đang ở nhà để uống lá nam. Cũng mong là, kính mong là bà con nhân dân có lòng hảo tâm thì giúp đỡ cho gia đình chị để chị của ít lòng nhiều, nhưng mà cũng phần nào đó để hỗ trợ cho chị trong cái lúc khó khăn này. Hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình chị Phạm Thị Kha ở tổ dân phố 7, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên đang rất cần những tấm lòng nhân ái sẻ chia để giúp chị có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua những cơn đau của bệnh tật. Sau khi chuyên mục Vòng tay nhân ái phát sóng về hoàn cảnh gia đình vợ chồng anh Triều Xeo Sử, Thảo Thị Máy ở thôn 4 xã Romen, huyện Đâm Sông, các nhà hảo tâm đã chuyển đến gia đình số tiền 6.700.000 đồng để hỗ trợ anh chị đưa cháu Triệu Long Châu đi truyền máu để chữa căn bệnh khô tủy, sừng lá lách. Chuyên mục cũng vừa chuyển món quà của các nhà hảo tâm gồm một thùng sữa tươi, một thùng mì, bánh kẹo và thực phẩm cùng quần áo cũ, chăn nệm đến gia đình. Đây là một hoàn cảnh hết sức khó khăn do hai vợ chồng đều là người khuyết tật. Hai trong năm người con đã mất cũng do bệnh khô tủy, sừng lá lách. Nhà nghèo nên gia đình không có tiền để cho con ăn uống đầy đủ và điều trị nên bệnh ngày càng nặng.
Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 được xây dựng trên nền đất của gia đình có diện tích sử dụng 60m2. Tường xây gạch, mái lợp tôn đã được Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng tổ chức bàn giao cho gia đình ông Chu Quang Ninh ở thôn 4, xã Hòa Nam, huyện Di Linh. Ngôi nhà có trị giá trên 100 triệu đồng. Trong đó, Đảng ủy, Hội Cựu chiến binh khối doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 50 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình và họ hàng đóng góp. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho những người cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và là sự tri ân, động viên, giúp đỡ những người đã có nhiều đóng góp vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc, tạo điều kiện cho gia đình ổn định cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, bằng nhiều nguồn huy động vốn từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, 12 mái ấm tình thương đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng bàn giao tặng phụ nữ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Trung bình mỗi mái ấm tình thương được hỗ trợ từ 40 đến 50 triệu đồng. Cùng với nguồn vốn đối ứng của gia đình, người thân, sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, 12 mái ấm tình thương có trị giá từ 70 đến 120 triệu đồng một căn đã hoàn thành và được trao tặng phụ nữ nghèo. Những mái ấm này đều được xây dựng khang trang, tạo điều kiện thuận lợi để chị em yên tâm ổn định cuộc sống. Hoạt động xây dựng và trao tặng mái ấm tình thương tiếp tục được Phụ nữ Lâm Đồng triển khai trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, chuyên mục Vòng tay nhân ái và hộp thư bạn nghe đài của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh. Sau đây là danh sách của những tấm lòng thiện nguyện đã ủng hộ cho chuyên mục Vòng tay nhân ái từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 năm 2018. Phật tử Tịnh Độ huyện Bảo Lâm gửi qua đường bưu điện 200.000 đồng. Phật tử Tịnh Ý huyện Bảo Lâm gửi qua đường bưu điện 200.000 đồng. Chị Tôn Nữ Thị Trần 43 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Loan 51/2 Phan Đình Phùng, Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Anh chị Phong Mai 18/3 Hoàng Diệu, phường 5 Đà Lạt ủng hộ 400.000 đồng. Phật tử Chu Từ Thuyền, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 1 triệu đồng. Bà Ngoại, phường 9 Đà Lạt ủng hộ 300.000 đồng. Gia đình Bắc Võ Hưng 51 Phạm Hồng Thái, phường 10 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Một bạn xem truyền hình Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Bác Nguyễn Văn Tám, chung cư Khe Xanh, phường 10 Đà Lạt, ủng hộ gia đình anh Triều Seo Sử ở Đam Rông 500.000 đồng. Anh Sơn, vật liệu xây dựng Hoàng Sơn, 119 Nguyễn Trung Trực, phường 4 Đà Lạt, ủng hộ 500.000 đồng. Bác Hà Thị Dơi, 119 Nguyễn Trung Trực, phường 4 Đà Lạt, ủng hộ 500.000 đồng. Chị Vũ Thị Hương, 12 Đa Minh, phường 5 Đà Lạt, ủng hộ gia đình Triều Seo Sử một thùng mì, một thùng sữa tươi, một hộp bánh Danisa, hai chai xì dầu, kẹo và 1 triệu đồng. Một gia đình ở thị trấn Lạc Dương điện thoại 0979779797 ủng hộ 500.000 đồng. Anh Mai Duy Châu, 840 thôn Ánh Mai, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc ủng hộ hai hoàn cảnh khó khăn 1 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, mọi sự giúp đỡ cho những hoàn cảnh mà chuyên mục vừa nêu, xin quý vị và các bạn gửi về chuyên mục Vòng tay nhân ái, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt. Điện thoại liên lạc 02633 556 576. Chương trình xin tiếp nhận và chuyển đến những hoàn cảnh vừa nêu trong thời gian sớm nhất. Và thời lượng của chuyên mục cũng xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.